Mùi gì ông chú ơi, cá lóc 180 tâm nhang. Mùi gì ông bộ cá lóc được tốt đó rồi. Cá lóc 180 rồi. Cậu mấy cô ơi, giúp đỡ cho mấy cậu mấy cô. Và chúng ta đang đi vào khu chùa Giao. Dơi màu vàng nè. Tại sao đây lại có tên là chùa Giao? Thì cái tên cũng đến đó là ý nghĩa rồi. Thì ở đây ngày xưa thì đến bây giờ thì có rất là nhiều dơi sinh sống ở đây. Đó, để đảm bảo thông tin về chùa dơi. Được rồi, quay qua. Yeah.